Montreal là thành phố lớn nhất của tỉnh bang Quebec, Canada, nằm trên vùng đất giữa hai con sông Lawrence và Ottawa. Tên gọi Montreal xuất phát từ hai từ Mont và Royal, có nghĩa là ngọn núi của nhà vua. Montreal là thành phố đông dân thứ nhì của Canada với 3.8 triệu dân, với 95% người dân nói tiếng Pháp. Số người nói tiếng Pháp ở đây chỉ đứng sau Pháp quốc. Montreal là thành phố đa sắc tộc với gần 500.000 dân cư ngụ đến từ hơn 100 đất nước khác nhau như Ý, Nam Mỹ, Israel, Hy Lạp, Trung Hoa, Haiti, Bồ Đào Nha, Đông Nam Á, Ấn Độ, Đông Âu, vân vân. Vì thế đã tạo cho Montreal một nền văn hóa nhiều màu sắc. Những bộ lạc người da đỏ là những cư dân đầu tiên đến chiếm lãnh miền đất hoang sơ màu mỡ thuộc tỉnh bang Quebec. Sử sách gọi họ là thổ dân Inuit hoặc Eskimo. Năm 1534, ông Jacques Cartier là một nhà hàng hải người Pháp đầu tiên đổ bộ vùng bờ biển Gaspé, miền đông nam tỉnh bang Quebec. Ông đặt tên vùng đất này là Tân Pháp Quốc, New France. Từ đó, ảnh hưởng của nước Pháp bắt đầu có hiệu lực tại đây cho đến khi Hiệp định Ba Lê được ký kết, Tân Pháp Quốc nhường chủ quyền lại cho Anh Quốc. Montreal chính thức trở thành một thành phố vào năm 1832. Từ thập niên 1860 đến thập niên 1930 là thời kỳ huy hoàng nhất của Montreal. Nhiều người cho rằng thời kỳ này kéo dài đến cuối thập niên năm 1970, trước khi các kỹ nghệ, thương mại và dân nói tiếng Anh dọn đi Toronto. Tuy nhiên, vì là một hải cảng chính nối liền Ngũ Đại Hồ với Đại Tây Dương, Montreal vẫn còn là một thành phố quan trọng của Bắc Mỹ, nếu không muốn nói là của thế giới về thương mại, kỹ nghệ, đầu tư, chính trị, du lịch và đặc biệt là các hoạt động văn hóa. Montreal có hệ thống giao thông công cộng hiện đại và đa dạng. Người dân có thể sử dụng hệ thống xe điện ngầm, các tuyến xe bus để đi làm hàng ngày, hay đi đến nhiều khu thương mại, hay vui chơi giải trí trong thành phố. Hệ thống xe điện ngầm nối liền với các hệ thống xe lửa và xe buýt với mục đích tạo cho dân chúng những điều kiện thuận lợi nhất trong di chuyển. Tuy là một thành phố tại Bắc Mỹ, nhưng Montreal lại đượm màu sắc và hình dáng một thành phố Âu Châu thế kỷ thứ 17. Dưới ảnh hưởng của hai nền văn hóa Anh và Pháp, cộng thêm vào đó là dân cư nói nhiều thứ tiếng, Montreal trở thành một cái gạch nối tự nhiên giữa châu Âu và Bắc Mỹ. Con người nơi đây và cách sống của họ vẫn mang đậm nét phương Tây. Cuộc sống dường như thông thả, thung dung với những buổi chiều đi bộ dạo mát, nghe những bản nhạc Pháp do những ca nghệ sĩ tình nguyện cống hiến trên đường phố, hay ngồi ngắm cảnh, trò chuyện với bạn bè, gia đình bên những tách cà phê trong một không khí rất Pháp. Tại đây là quý vị thấy ngay đằng sau của mình là một cái vùng gọi là Public Square, hoặc là có quen thuộc hơn tại đây thì có một cái tên là Place Jacques Cartier. Thì đây là một cái khu rất là nhộn nhịp, những quán ăn, những chương trình văn nghệ sống của những nghệ sĩ mà quý vị thấy trình diễn ở ngoài trời, và có một cái hộp đàn để ở dưới để mỗi người đi qua đó, ai cho, tùy hỷ bao nhiêu cho thì cho. Và tại đây, thưa quý vị, có một cái bức tượng mà
quý vị thấy ở trên cao mà ngay đằng sau của mình quý vị thấy đó, một cái bức tượng cao cột cạnh cây tòa đối chánh đó, thì đó là bức tượng tưởng nhớ đến vị anh hùng đề đốc Nelson Duke of Brunt. Nếu mà câu chuyện này trở ngược về thời đầu thế kỷ thứ 19 á, thì ông đề đốc Nelson này lãnh đạo một cái chiến hạm của Anh đánh với lại chiến hạm của Pháp và Tây Ban Nha. Trong cái cuộc chiến này thì đem lại cuộc thắng lợi cho bên Anh quốc. Có nghĩa là ông Nelson là cái bức tượng này là bức tượng của người chiến thắng. Nếu mà đây là một cái nơi rất là Pháp, thì tại sao không vinh danh cái ông đề đốc của Pháp mà lại vinh danh ông Nelson, đó là đề đốc của Anh mà là cái người đã chiến thắng cuộc chiến với Pháp? Thì cái chuyện đó, thưa quý vị, đó là lịch sử của Canada. Tức là Quebec hiện tại bây giờ là nói tiếng Pháp nhiều, nhưng mà chúng ta cũng đừng quên cách đây 200 hay 300 năm thì người Anh vẫn là chính ở Canada. Thì những người đó, điều này tôi thấy cũng là một điều mà một bài học để mà chúng ta phải học. Tức là những cái gì của lịch sử họ không phá. Trong lúc trái lại, chính phủ Việt Nam Cộng sản hiện tại, những cái gì của người tị nạn, của những người Việt hải ngoại thì họ phá. Ví dụ như bức tượng của đồng bào tị nạn ở Phú Lao Mi Đông đó, họ đã làm đủ mọi cách và để tiêu diệt cái bức tượng đó. Ở đây chuyện gì lịch sử họ vẫn giữ, bởi vì đó là chuyện cũ, không phải là bây giờ thù nhau rồi đem phá hoại. Tuy có nhiều nhà thờ, nhưng dân Montreal sống rất phóng khoáng, ít bảo thủ, mức độ sinh sản và số người sùng đạo càng ngày càng giảm kể từ thập niên năm 1960. Trái lại, họ thích hội hè, yêu chuộng âm nhạc, văn nghệ, phim ảnh, thể thao và các trao đổi văn hóa quốc tế. Một hoạt động văn hóa độc đáo của Montreal là các liên hoan kịch, nhạc quốc tế, phim và nhạc jazz được tổ chức vào mùa hè hàng năm. Montreal có hơn 50 nhà hát và hơn 100 rạp chiếu bóng với sự hoạt động của hai dàn nhạc giao hưởng, một nhà hát opera, nhiều nhóm múa hiện đại và là một đoàn ballet nổi tiếng thế giới. Nhiều tác phẩm nghệ thuật cổ và đương đại có tầm cỡ quốc tế được trưng bày tại 20 bảo tàng về khảo cổ học và bảo tàng của các tác phẩm hài hước. Thành phố này khởi sự phát triển bởi những cái cảng và dịch vụ thương mại và phát triển từ những cái cảng mà ngay trước mặt chúng ta, đó là một trong bốn cái cảng lớn của Montreal, đó là cảng Pavillon Jacques-Cartier. Thì đây là bây giờ nó không còn là cảng của như Hội An mà hồi xưa là cảng về thương mại mà những cái tàu về giao thương. Nhưng mà bây giờ ở đây cũng sẽ không có những cái tàu giao thương vào những cái cảng này mà là những cái tàu du lịch. Hoặc là chúng ta có thể trả tiền để mà đi trên những cái chuyến đi du ngoạn ở trên biển. Nếu như mà chúng ta thấy được ở thành phố Montreal này có được những cái vẻ sắc thái của rất là châu Âu, thì cũng bởi vì thành phố này ảnh hưởng Pháp, cũng như là có một cái mật độ dân số mà người Pháp rất đông, và nguyên thủy của nó cũng là bởi người Pháp đã đến ở đây và đã từng làm nên thành phố này cho nó sôi nổi, sầm uất và phát triển cho đến ngày hôm nay. Năm 1967, Montreal là địa điểm tổ chức triển lãm quốc tế Expo 67, một triển lãm thành công nhất trong lịch sử. Đến năm 1976, Montreal lại tổ chức Thế vận hội mùa hè, một Thế vận hội quá tốn kém đưa đến một sự lỗ lã nhất trong lịch sử Thế vận hội. Sau Olympic mùa hè năm 1976, Montreal phải gánh một khoản nợ 2.5 tỷ Mỹ Kim. Phải đến năm 2006, các khoản nợ từ Olympic 1976 mới được trả hết. Nhưng chính quyền thành phố và khu vực này vẫn tiếp tục tranh cãi về việc ai sẽ chi trả 20 triệu Mỹ Kim hàng năm cho chi phí bảo trì sân vận động.
Có lẽ Montreal sẽ mất hẳn đi nét quyến rũ nếu thành phố Montreal không có vương cung thánh đường kính thánh cả Giuse, mà người ta thường gọi là đền thánh Giuse, tọa lạc tại vùng Mount Royal trên đại lộ Queen Mary, một trong những đền thờ lớn nhất vùng Bắc Mỹ. Xét theo diện tích kiến trúc, đền thờ kính thánh cả Giuse với mái vòm bằng đồng này là vương cung thánh đường lớn thứ nhì trên thế giới, chỉ sau đền thánh Phêrô tại tòa thánh Vatican. Montreal được coi như một cái nôi của văn hóa Pháp còn lưu lại trên miền Bắc Mỹ. Montreal vừa cổ kính với những công trình kiến trúc cổ từ thế kỷ 18-19, vừa hiện đại với một nền khoa học kỹ thuật tân tiến trong một xã hội văn minh. Vì thế, Montreal vẫn có sức hấp dẫn lạ kỳ đối với du khách khi đặt chân đến xứ sở hiền hòa, cổ kính và xinh đẹp này.